Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin gửi đến quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Vụ xả súng xảy ra tại nhà hàng Smengi, sân chơi bowling, Spare time Recreation và trung tâm phân phối Walmart vào tối ngày 25 tháng 10 giờ địa phương. Sở Cảnh sát Lou Whitton đã xác định Robert Carr là người có liên quan đến hai vụ xả súng theo một bài đăng trên Facebook của Sở Cảnh sát Lou Whitton, Kha đã 40 tuổi, có vũ trang và nguy hiểm. Theo NBC News, Trung tâm Thông tin và Phân tích Maine đăng một bản tin lên cơ sở dữ liệu cho các nhân viên hành pháp, nói rằng ông Kha từng là người hướng dẫn sử dụng súng được đào tạo trong quân đội và được cho là thành viên lực lượng dự bị lục quân Mỹ. Người này gần đây được báo cáo có các vấn đề sức khỏe tâm thần nhưng nghe thấy các giọng nói và đe dọa bắn vào căn cứ vệ binh quốc gia tại thành phố Saco, bang Maine. Bản tin nêu rằng ông Kha đã điều trị tại một cơ sở sức khỏe tâm thần trong hai tuần hồi mùa hè và sau đó xuất viện. Một cuộc truy lùng lớn đang diễn ra với hàng trăm cảnh sát tham gia sau vụ xả súng tại một quán bar và một khu vui chơi bowling ở Lewiston vào tối ngày 25 tháng 10. Trước đó, cảnh sát đã công bố bức ảnh chụp nghi can cầm khẩu súng và bức ảnh chiếc xe hơi liên quan. Quan chức phụ trách an toàn công cộng Mai của tiểu bang cho biết chiếc xe đã được tìm thấy tại thị trấn Lisbon, cách Louvieton khoảng 12,8 km về hướng đông nam, theo CNN. Nhà chức trách đã ra lệnh cho người dân trú ẩn trong nhà tại Louvieton và Lisbon trong khi việc truy lùng tay súng diễn ra. Được biết. Kha sử dụng súng trường AR-15 khi hắn bước vào sân chơi bowling spare Time Recreation vào khoảng 19h15 phút giờ địa phương và bắt đầu xả súng. Vào thời điểm Kha nổ súng, có một bữa tiệc dành cho trẻ em đang diễn ra. Nikon Wyman AR, cư dân Lugerton, về nhà vào khoảng 19 giờ Khi đi ngang qua Spare Time Recreation, một sân chơi bowling nơi cảnh sát Lewiston cho biết đã xảy ra một vụ nổ súng. Wyman Arrow đã quay video từ ô tô của mình cho thấy mọi người đang chạy khỏi sân chơi bowling và các nhân viên cấp cứu đang điều trị cho nạn nhân. Ông Justin Jurey, chủ sở hữu sân chơi bowling, nơi chính quyền cho biết vụ nổ súng đã xảy ra, nói bản thân có mặt vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Ông mô tả hiện trường hoàn toàn hỗn loạn. Cũng theo ông Jurey, khoảng 100 đến 150 người có mặt tại sân chơi bowling vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, trong đó có 20 trẻ em. Một nhân chứng bên trong Smengi kể rằng ông nghe một vài tiếng nổ nhưng không nghĩ đó là tiếng súng. Chỉ khi mọi người bắt đầu chạy tán loạn và la hét, ông mới nhận ra điều bất thường và tức tốc chạy ra ngoài. Tờ San Journal dẫn lời người phát ngôn của cảnh sát Lewitzen cho biết có vụ xả súng tại ba cơ sở kinh doanh riêng biệt, Spetham Recreation, nhà hàng Smengi Bar và Greeley, và một trung tâm phân phối Walmart. Ngoài ra, một quan chức Mỹ cho biết. Tổng thống Joe Biden đã được thông báo ngắn gọn và sẽ tiếp tục nhận được thông tin cập nhật. Lewiston là một thành phố nhỏ ở tiểu bang Maine của Mỹ với dân số 38.493 người. Nơi đây từng được xem là một trong những thành phố an toàn nhất nước Mỹ.